đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng đã có buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong những năm qua. Tuy nhiên, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh hạn chế lớn nhất đối với Hoàn Kiếm vẫn là kết cấu hạ tầng, quy hoạch chưa theo kịp sự phát triển của quận. Cải cách hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu, còn tình trạng chặt chém du khách. Đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng hiện nay thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm trên 98% cơ cấu kinh tế của quận là hợp lý. Vấn đề là quận phải nâng cao chất lượng thương mại, dịch vụ hơn nữa, đồng thời mở thêm các dịch vụ mới để phát triển du lịch. Đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, vừa qua quận đã thí điểm triển khai không gian đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, cùng với chợ đêm. Tuy nhiên chất lượng dịch vụ còn yếu, còn tình trạng hàng nhái, hàng giả. Chính vì thế phải nghiên cứu phát triển thêm các dịch vụ. Đồng thời quận nên đầu tư vào các di tích, bảo tồn, khai thác các thiết chế văn hóa lịch sử để du khách đến không chỉ nhớ, muốn quay lại mà còn giới thiệu được cho mọi người.